Tổ hợp truyền thông Hoàng gia, chuyên gia tạo lập thương hiệu dẫn đầu. Tôi đam mê kinh doanh, bước vào thương trường từ khi còn học đại học. Nhờ nhạy bén, tôi làm đâu trúng đó. Chính vì vậy, tôi sớm tự tin vào bản năng của mình. Tuy nhiên, kinh doanh đường dài lại không phải cuộc chơi bản năng như thế. Tôi lấy chồng sau khi tốt nghiệp và vào làm tại một công ty nhà nước. Chồng tôi là một doanh nhân. Anh kinh doanh trong lĩnh vực phân phối thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng. Chính vì vậy, sau khi tôi sinh bé đầu lòng, anh cũng động viên vợ nghỉ việc ở nhà để hỗ trợ chồng chăm sóc gia đình và con cái. Nhưng chưa đầy một năm, tôi quyết định mở cửa hàng bán lẻ ở gần nhà, chuyên về sản phẩm thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng dựa trên nguồn lực sẵn có của ông xã. Sẵn kinh nghiệm, nhạy bén với thị trường, cửa hàng của tôi nhanh chóng đạt mức doanh thu cao. Máu kinh doanh trỗi dậy, thúc giục tôi bước dài hơn. Năm 2011, nhận thấy thị trường nội thất đang rất sôi động, tỷ suất lợi nhuận cao. Sẵn mối quen biết, tôi bàn với ông xã lập công ty thiết kế, thi công nội thất, mở showroom tại Hà Đông. Chiều vợ, nhưng chồng tôi không làm cùng, mà chỉ hỗ trợ về tài chính và tư vấn chiến lược cho vợ. Tôi bỏ ra hơn một năm, vừa làm vừa học. Tôi phải học từ cách tư vấn cho khách, học từ cách đặt hàng và cách kết hợp với các kiến trúc sư. Thực tế, lĩnh vực này không dễ ăn như tôi tưởng. Quá trình thực hiện một đơn hàng thường kéo dài, lại tùy biến theo nhiều nhu cầu của khách hàng. Rất dễ rủi ro, sai sót trong quá trình cung ứng lắp đặt. Lại là một người mới, tôi phải ném đá dò đường. Tiếp theo, tôi mở xưởng để chủ động sản xuất. Thời gian đầu, thu không bù nổi chi. Tôi liên tục phải lấy tiền nhà bù cho doanh nghiệp. Tự tin vào bản năng kinh doanh của mình, cùng sự tư vấn chiến lược của ông xã, tôi kiên định với hướng đi đã chọn. Cuối cùng, doanh nghiệp đã dần đi vào ổn định. Cuối năm 2013, bản năng mách bảo tôi, xu thế phát triển đầy tiềm năng của phân khúc nội thất cao cấp, có biên độ lợi nhuận cao. Tôi bàn với chồng, rồi quyết định đánh vào phân khúc này. Đầu năm 2014, tôi chuyển showroom vào nội thành, thuê mặt bằng lớn, quyết tạo một bước đột phá cho doanh nghiệp. Đó chính là lúc tôi phải đối mặt với hàng loạt khó khăn phát sinh. Tại phân khúc này, tìm kiếm khách hàng thì khó, mà yêu cầu của khách hàng thì lại cao. Đặc biệt, yêu cầu đối với hệ thống nhân sự phải thực sự rất là khắt khe, bài bản và chỉn chu. Tôi luôn phải nai lưng lấp đầy các lỗ hổng. Để đảm bảo có khách, tôi phải đích thân đi tư vấn và chốt đơn hàng. Về nhân sự, kiến trúc sư thiết kế giỏi thì khó nắm bắt. Kiến trúc sư có tính ổn định cao thì lại không hài lòng khách hàng. Tôi phải giám sát từ thiết kế tới thi công. Việc gì cũng đến tay, tôi làm không còn biết ngày đêm, thậm chí không còn thời gian cho riêng mình. Đúng vào giai đoạn khó khăn, căng thẳng nhất, thì chồng tôi cũng quyết định dừng lại để tập trung vào doanh nghiệp riêng của anh. Mất đi chỗ dựa chiến lược, tài chính quen thuộc, tôi loay hoay vật vã, lối thoát chưa thấy đâu. Trong khi mỗi tháng tôi phải chi hơn 200 triệu, một mình kéo cày nuôi 50 nhân sự, tôi sốc thật sự. Lần đầu tiên, tôi không còn tin vào bản năng kinh doanh của mình nữa. Chào mừng các bạn đến với chương trình CEO Chìa khóa thành công, những câu chuyện thật của Đài truyền hình Việt Nam. Và tôi là Robert Trần, giám đốc điều hành của tập đoàn tư vấn chiến lược RBNC từ New York. Có cơ hội tiếp xúc với rất là nhiều CEO trên toàn cầu và rất nhiều người đã đặt câu hỏi cho tôi, bản năng hay kỹ năng là điều quan trọng và phần nào sẽ giúp cho doanh nghiệp của họ được thành công. Câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện thật, chia sẻ với các bạn. Vậy, nhân vật chính của chúng ta thành công được là nhờ vào bản năng hay nhờ vào kỹ năng trong kinh doanh?
Trước khi cùng quý vị đi đến những phần kế tiếp, tôi xin trân trọng được giới thiệu vị khách mời cùng tôi trong bàn tròn CEO ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Intracom Group, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổ hợp Y tế Phương Đồng. Xin trân trọng giới thiệu bà Đinh Xuân Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kelly. Bạn sẽ làm gì? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người đang quan tâm và mời đến trường quay là ba vị CEO của câu lạc bộ CEO Chìa khóa Thành công. Xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vinagroup. Bà Trần Quỳnh, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Thương hiệu LaVita. Ông Lê Trọng Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư FVN Quốc tế. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào trong phần CEO đồng hành. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy cái phóng sự, đã xem cái phóng sự số 1 rồi và thấy những cái khó khăn của cái nhân vật chính của chúng ta. Vế đầu tiên là bây giờ tôi đặt các bạn vào trong tình huống là ông xã của nhân vật chính chứ không phải là nhân vật chính. Giữa cái người bạn đời và đứng giữa là một cái kinh doanh thì anh chị sẽ chọn cái gì? Nếu như là Vũ thì Vũ sẽ chọn cả hai, nhưng mà mình phải sắp xếp cho nó phù hợp. Bởi vì là chắc chắn là trong cái doanh nhân mình làm ăn thì nó cũng có lúc này lúc khác. Và đương nhiên là công ty không phải lúc nào nó cũng đi theo một cái chiều hướng nó sẽ tốt đẹp. Do vậy là một mặt là chúng tôi cũng là động viên gia đình, đặc biệt là vợ của mình. Tìm một cái người mà có khả năng đồng hành về chuyên môn cùng với người vợ của mình. Đấy là cách của tôi. Bây giờ các anh chị là nhân vật chính luôn là chị Lan, đúng không nào? Rồi bây giờ đặt trong trường hợp là từ nào giờ các anh chị được ông xã support rất là nhiều, cả về định hướng, cả về chiến lược, cả về tài chính luôn. Vậy thì nếu các anh chị là nhân vật chính, các anh chị sẽ phản ứng như thế nào? Nếu tôi là nhân vật chính ấy, tôi hành động đầu tiên tức là mình giảm các gánh nặng trên đôi vai của mình. Đầu tiên là cái bộ phận sản xuất là mình phải bỏ cho bên khác làm. Mình kết hợp với các đối tác. Thứ hai là cái phần mà kiến trúc sư thiết kế thì mình hợp tác với các kiến trúc sư giỏi để họ có thể là thiết kế cho mình. Còn bản thân mình chỉ giỏi bán hàng thì mình tập trung vào bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng. Tôi cũng nghĩ một phương án đó chính là việc mình sẽ tìm kiếm từ 2 cho đến 5 nhà sản xuất bên ngoài để có thể đáp ứng được cái đơn hàng mà nó thường xuyên biến động theo cái nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên thì cái việc mà tạo ra một cái xưởng sản xuất cũng không hề là dễ. Nhưng tôi sẽ tái cấu trúc lại, xem bộ phận nào thừa, bộ phận nào cần giữ lại. Đó là cái cốt lõi để mình tự tin khi mình đàm phán. Và bên cạnh đó thì trong cái câu chuyện của nhân vật thì tôi đặt mình vào trường hợp của chị, tôi thấy là tôi quá ngưỡng mộ cái người phụ nữ này. Bởi vì một phần nào đấy chị rất là giống tôi. Đi ra ngoài kinh doanh thì có lẽ sau này khi mình bồi dưỡng thêm một số kiến thức và kỹ năng thì mình thấy nó nhiều phần quá. Nhưng mà may thay trong cái bản thân mình nó có một cái phần bản năng. Mình nhìn đâu cũng thấy thị trường, nhìn đâu cũng thấy có tiềm năng hết. Thế thì cái phần thiếu ở đây mà tôi nghĩ rằng nếu tôi là cái nhân vật thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi tìm đến những người có khả năng chuyên môn, chuyên sâu về cái ngành tôi cần tìm. Phân khúc cao cấp là một cái phân khúc rất là khó tính. Vậy thì thay vì mình giữ cái thị trường chính của mình là sản xuất cái phân khúc khá rồi thì mình sẽ tìm kiếm các cái đối tác mà có sự sắc sảo và tinh tế trong cái phân khúc cao cấp đó. Họ đã có cái chỗ đứng trên thị trường, thậm chí có thể là thế giới, để mình đáp ứng được cái nhu cầu thẩm mỹ của cái phân khúc cao cấp đó. Các anh chị bản năng về kinh doanh, cái nhạy của các anh chị làm kinh doanh rất là nhạy. Đối với lại cái tình hình của Việt Nam, đối với lại thị trường Việt Nam như thế này, thì cái nhạy cảm của các anh chị về cái thị trường này như thế nào? Theo như tôi thì tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn hiện nay thì là cái nền kinh tế đã phát triển. Chính vì vậy mà cái nhu cầu xã hội càng ngày càng cao. Và nếu như tôi là một cái người CEO, chúng tôi cũng phải nghĩ rằng là tôi phải nuôi dưỡng cái ý chí để mà xây dựng một cái thương hiệu cao cấp này. Bởi vì đây là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ rằng là xã hội sẽ tin và dùng rất là nhiều. Tuy nhiên có thể là nó sẽ ở một giai đoạn nào đó nó khó khăn nhất định.
Bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua giai đoạn đó, sau đó là mình sẽ nuôi dưỡng cái ý chí này thật là bền vững để mình có thể là phát triển được cái thương hiệu, cái sản phẩm của mình. Cái tiềm năng của cái thị trường này các anh chị nghĩ là nó lớn đến mức nào? Tôi nghĩ lớn, rất lớn. Rất lớn. Rất rất lớn, vì sao? Là tôi thấy là thị trường nó có cả rất nhiều phân khúc khác nhau. Trong bên cạnh đó mình có thể đi theo những cái concept của các cái chung cư, hoặc là mình có thể tạo ra phong cách cho những gia đình trẻ thổi hồn vào cái sản phẩm của mình thông qua những concept. Và thậm chí mình có những cái showroom bán lẻ để cho mình khách hàng lựa chọn theo ý của khách hàng. Thì tôi nghĩ rằng là cái thị trường về trang trí nội thất là cái thị trường rất là lớn. Còn cái phân khúc cao cấp thì bản thân có lẽ như trong cái đề bài đưa ra là tiềm năng về lợi nhuận. Còn phân khúc đó vốn rất khó tính và là phân khúc gần như là nó rất là hẹp. Rất là nhỏ. Nó rất là hẹp, đúng rồi. Cho nên cái sự rủi ro cao là đúng rồi. Chỉ giải quyết vấn đề là làm sao để vượt qua rủi ro thôi, hoặc là có thể tối ưu hóa cái lợi nhuận của mình thì bằng cách nào. Thì đó là cái ý tôi vừa được chia sẻ. Dạ. Theo cái nghiên cứu của chúng tôi á, của bên tập đoàn RBNC cách đây 3 năm, thì năm 2020 này sẽ có 10% dân số của Việt Nam mình là thuộc nhóm Henry. Henry có nghĩa là high earner, not rich yet. Có nghĩa là người có thu nhập cao nhưng chưa phải là giàu. Và chúng tôi không gọi là trung lưu mà chúng tôi gọi là cận giàu. Và chúng tôi định nghĩa cận giàu là gì? Cận giàu là những người mà những cặp vợ chồng á, thu nhập của họ một năm khoảng là từ 75.000 đô là khoảng 2 tỷ cho đến 250.000 đô là khoảng 5 tỷ. Và cái nhóm Henry đó là họ không phải là giàu, chưa được định nghĩa là giàu, nhưng họ muốn trải nghiệm của người giàu. Thì các anh chị có nghĩ rằng đó là một cái tệp khách hàng mà 10% dân số Việt Nam là 10 triệu người, thì các anh chị sẽ tấn công như thế nào ạ? Cái nhóm khách hàng nào nó không quan trọng. Quan trọng là mình đi theo một nhóm thôi. Hiện tại cái doanh nghiệp đang yếu về tài chính, mình phải co gót nó lại. Thứ hai là yếu về nhân sự, mà mình lại vừa sản xuất, xong lại vừa đi cả là chung cư, xong vừa cao cấp, thì chắc chắn mình không làm được. Mình tập trung vào một nhóm nào mình làm. Ví dụ như là nói nhanh là cận trung lưu, tập trung vào nhóm đấy, bỏ hết cái sản xuất, thiết kế, ném cho một bên đấy, và mình tập trung vào tư vấn đấy và thương mại đấy. Còn sau này doanh nghiệp của mình nó lớn hơn, nó to hơn, thì lúc đấy mình thích làm gì thì mình làm thêm. Đừng nói người giàu là họ sẵn sàng trả tiền đâu nhé, vì người giàu họ đã đủ cái sự trải nghiệm. Và bây giờ người giàu họ không có willing, họ không có sẵn sàng trả được những cái đắt tiền nữa. Bởi vì sao? Tôi đã đủ cái sự trải nghiệm rồi. Nhưng bây giờ cái nhóm người mà Henry á, là họ muốn trải nghiệm. Đó là nguyên nhân mà Chanel, Dior, Louis Vuitton họ làm những cái sản phẩm bắt đầu là giá thấp hơn. Họ phân khúc vào cái nhóm Henry hơn. Và họ không làm những cái túi sách cả mấy chục ngàn đô nữa, mà họ chỉ làm những cái túi sách vài trăm đô thôi. Vậy thì cái đó là cái mà bây giờ rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng người ta tập trung vào. Vậy thì các anh chị ở đây đã kinh doanh rồi, thì bây giờ các anh chị bắt cái nhu cầu đó qua cái công ty mà trang trí nội thất này bằng cách nào? Theo như bản thân tôi ấy, thì chắc chắn là mình phải tập trung vào cái sản phẩm của mình trước. Rồi sau đó thì mình mới bắt đầu gọi là le lém lên, mình mới giới thiệu với những cái tệp khách hàng mà có tiền của mình á. Thì những cái sản phẩm mình thiết kế theo cái mẫu mã cho nó đẹp, bắt mắt, để từ từ mình mới tiếp cận vào cái thị trường cái có một cái nhu cầu cao cấp hơn tí xíu. Cái này thì chắc phải nhờ đến kiến trúc sư. Họ sẽ đưa cho mình một bài toán vừa thẩm mỹ và cái chất lượng sản phẩm tốt nhưng không như chưa hẳn là quá xa xỉ. Bên cạnh đó thì đầu ra thì mình cũng hiểu cái phân khúc là muốn trải nghiệm sự sang trọng. Thì cái câu hỏi này khá mới với tôi, nhưng tôi nghĩ là mình cũng có thể kết hợp cùng với lại những cái chủ đầu tư để có thể đàm phán làm sao mình có thể đưa cái phong cách của mình mong muốn vào trong cái khuôn viên nhà mẫu. Và offer cho những cái người tiêu dùng, cho những cái gia chủ trong, mình đi hơi ngách một tí xíu nhưng cũng là thị trường chính. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Mặc dù các anh chị không làm trong ngành interior design hoặc là không có làm trong ngành trang trí nội thất, nhưng những cái chia sẻ của các anh chị rất là hay. Vậy thì chúng ta sẽ theo dõi nhân vật chính của chúng ta. Cách nào là cách để chị ấy vượt qua được cái khủng hoảng khi người bạn đời của mình không tiếp tục cho cái công việc kinh doanh của mình? Và làm sao chúng ta có thể bắt được cái nhóm khách hàng mà năm 2020 chiếm 10% dân số của Việt Nam? Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần CEO hành động. Người ta vẫn nói tự vật lộn sẽ tự trưởng thành. Khi không có sự hậu thuẫn của ông xã,
tôi tìm thấy sức mạnh bên trong mình, tự đứng trên đôi chân của mình và tìm được hướng đi phù hợp. Thay vì tiếp tục lao đầu về phía trước một cách vô định, tôi quyết định lùi lại. Tôi dồn sức để lo đủ 3 đơn hàng cuối năm cho anh em chạy và lui quân. Tôi theo học các khóa học về quản trị kinh doanh. Tôi gặp gỡ, giao lưu, kết bạn cùng với nhiều bạn bè trong giới doanh nhân. Tôi tiếp xúc với các chuyên gia kinh tế, trò chuyện, xin tư vấn và học những câu chuyện từ họ. Lần đầu tiên, tôi ngộ ra rằng sự nghiệp kinh doanh không thể phó thác cho bản năng. Tôi đã tham gia một cuộc chơi nhưng lại không thực sự nắm được nguyên lý. Tôi không nắm được luật chơi mà chỉ như con thiêu thân, lao vào làm mà không có tính toán. Tôi chưa có đủ kỹ năng của một doanh nhân, một nhà quản trị. Tôi cần phân tích lại ngành hàng, tìm ra chiến lược dựa vào các con số, chỉ số, chứ không phải kinh doanh và hy vọng. Tôi lắng lại và bắt tay vào phân tích ngành hàng của mình. Tôi nghiên cứu bài học từ những doanh nghiệp thành công nhất trong lĩnh vực tôi đang theo đuổi và tôi nhận ra rằng số lượng các đơn vị thiết kế thi công nội thất tại Việt Nam thì nhiều, nhưng số lượng đơn vị thành công thực sự lại chỉ đếm đầu ngón tay. Hầu hết đều chỉ là ráo mồ hôi hết tiền. Chưa kể đến việc cạnh tranh khốc liệt khiến thị trường này trở thành đại dương đỏ. Nếu tôi tiếp tục dấn thân, nguy cơ thất bại là nhãn tiền. Tôi nhìn lại vốn mình đang có, đó là kinh nghiệm trong ngành nội thất, sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng. Tôi lại nắm trong tay xưởng sản xuất có sẵn. Tôi quyết định chuyển từ đại dương đỏ sang đại dương xanh, đó là khai thác thị trường ngách. Tôi phải là cá lớn trong ao nhỏ. Tôi giật mình nhận ra rằng tại sao mình lại đặt mình nằm ở trong một khu vực thị trường mà đầy rẫy sự cạnh tranh như vậy. Trong khi tôi đứng thoát ra và tôi nhìn rộng hơn, tôi thấy cả một khoảng không gian rộng dành cho mảng nội thất, phong cách mới lạ. Trong quá trình tìm tòi thị trường, tôi nhận ra rằng thị trường Việt Nam đang rất khan hiếm những mẫu bàn ghế độc và lạ. Đây là những mẫu bàn ghế đã rất là thịnh hành và nổi tiếng trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam, nó mới chỉ bắt đầu được đưa vào và các kiến trúc sư đang săn lùng đó. Năm 2015, tôi thành lập công ty Kenly. Vào ngày 5 tháng 9, tôi chính thức nhập khẩu các sản phẩm bàn ghế ăn độc và lạ từ nước ngoài đưa về Việt Nam. Về nội bộ doanh nghiệp, tôi tập trung xây dựng các quy trình, quy chế cụ thể để hệ thống các phòng ban liên kết chặt chẽ, vận hành nhịp nhàng và trơn tru. Những bước đi bài bản này đã khiến chúng tôi mặc dù ra đời sau, nhưng nhanh chóng đuổi kịp và sánh ngang với các thương hiệu lớn trên thị trường. Mỗi năm doanh nghiệp tăng trưởng với tốc độ từ 2 đến 3 lần. Nhiều người hỏi tôi có tiếc 5 năm kinh doanh mà không thành công không? Tôi không tiếc. Vì nhờ thời điểm đó giúp tôi có kinh nghiệm sâu sắc với thị trường, trở thành tiền đề để có bước đột phá sau này. Và cũng nhờ 5 năm đó, tôi hiểu ra muốn chơi một trò chơi thì phải biết luật, muốn kinh doanh thì phải hiểu nguyên tắc, nguyên lý của nó, cần phải có kiến thức. Đặc biệt, muốn xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh, người CEO phải tự nâng tầm vóc, tự đầu tư phát triển chính mình. Hiện nay, chúng tôi tự hào đã có 7 showroom từ Nam ra Bắc, trở thành thương hiệu nội thất top đầu Việt Nam. Trong 3 năm tới, chúng tôi sẽ đưa doanh nghiệp của mình trở thành thương hiệu nội thất phong cách hiện đại số 1 Việt Nam. Mời tất cả các anh chị đến với bàn tròn CEO để chúng ta tìm hiểu sâu hơn cho cái case ngày hôm nay. Mà trong cái giai đoạn ông xã chị không support chị tiếp nữa và để cho chị bắt đầu chị phải làm cái công việc mà kinh doanh của mình, thì lúc đó cái cảm nhận của chị, cái cảm giác của chị như thế nào? Thực ra là quan điểm của em như này, hai vợ chồng luôn luôn đồng hành trong công việc và vợ chồng em mặc dù có những cái doanh nghiệp khác nhau nhưng mà cả hai người đều hiểu công việc của nhau. Cái giai đoạn mà có cái sự đồng hành của ông xã là một cái giai đoạn mà mình cảm giác là mình được nhẹ nhàng đi rất nhiều. Trong kinh doanh nó luôn luôn có cái sự khó khăn, nhưng mà đôi khi là vì
đôi khi chỉ cần dựa vào nhau được một chút thôi là mình đã cảm giác là mình rất là đỡ rồi. Và chính vì cái việc đấy nó làm cho trong sâu trong lòng mình ấy, chưa thực sự là em cảm thấy mình có một cái nỗi đau quá lớn, bởi vì có thể nó chưa kịp đủ đau thì nó đã được xoa dịu. Chính vì vậy là mà cái may mắn đấy, một đúng. Cái thực ra khi mà ông xã đồng hành là một cái may mắn, nhưng mà một phần ngược lại thì em nghĩ rằng là nó cũng là cái để làm cho mình thực sự là mình không hoàn toàn đứng trên đôi chân của mình. Mình dựa vào anh ấy khá nhiều. Và rõ ràng là cái cách làm, tức là ông xã em là làm trong cái lĩnh vực phân phối, bán buôn và sản phẩm không phải sản phẩm cao cấp. Thế thì em lại mở một cái ngành hàng thiên về hàng cao cấp mà thiên về bán lẻ ở những cái thị trường thành phố lớn. Rõ ràng là kiến thức và kinh nghiệm của hai dòng hàng này nó thực sự là nó không hoàn toàn match với nhau. Chúng em có cái giai đoạn hai vợ chồng rất là vật lộn. Thực sự giai đoạn đấy em cảm thấy là vô cùng vất vả. Mà có lúc em cũng bảo tại sao mình vất vả đến như vậy mà nó không thành công. Thực sự là như vậy. Em không hiểu tại sao khó khăn đến như thế. Mình làm ngày đêm như thế, nhưng tại sao mình vẫn chưa có thành công. Tôi thì phải nói rằng là tôi rất là khâm phục Xuân Lan. Dạ. Cái tên là nghe đã may mắn rồi. Đúng không ạ? Kể cả trong khó khăn cũng thấy may mắn. Đúng không ạ? Cái nhiều khi có khi ông xã không giúp được mình cũng chính là may mắn. Để người phụ nữ được thể hiện mình. Cái thứ hai nữa là tôi nói là phụ nữ Việt Nam phải ra thế giới để học xem phụ nữ thế giới thế nào. Nhưng phụ nữ Việt thế giới chắc chắn phải đến để học xem phụ nữ Việt Nam. Khi cần người ta có thể là cành hoa lan, khi cần là có thể là hơn cả là cuốn theo chiều gió của Mỹ, đúng không? Thì là khi cần thì tôi sẽ dựa vào anh. Khi cần thì tôi sẽ bật lại anh cho anh biết. Khi cần là anh, kể cả anh là thủ lĩnh hay là sếp, tôi cũng bật anh. Và khi cần nữa thì tôi có thể cưỡi ngọn gió mạnh, có con sóng mạnh chém cá kinh ở Biển Đông. Đúng không ạ? Thì phụ nữ Việt Nam thật là vĩ đại. Ở đây cái câu đầu tiên tôi muốn nói là chúc mừng Xuân Lan. Cái tên cũng rất hay mà cũng biết cách vượt khó khăn rất là hay. Vậy thì giữa anh Việt với lại chị Lan cho rằng là cái khúc ngoặt của cái lúc mà ông xã rời đi, tức là không hỗ trợ nữa, đó lại là một cái may mắn cho cái người làm kinh doanh. Vậy thì đối với lại khán giả đang xem chương trình này, khi người ta nằm trong một cái nơi mà lúc nào cũng an toàn hết, thì cách của chị Lan sẽ hướng dẫn lại cho đặc biệt là những người phụ nữ làm kinh doanh và những người mà đang ở trong một cái vị trí được gọi là comfort zone, là an toàn, cái cách làm sao để mình thoát ra được cái đó và mình tự tin với lại cái bản năng của mình lúc đó chưa có kỹ năng. Cái giai đoạn mình khó khăn ấy, thực sự là lúc đấy trong đầu mình là mình chỉ biết đến kinh doanh thôi. Và em là người thích kinh doanh và có máu kinh doanh. Thì vì vậy mà mình cứ kinh doanh thôi. Nhưng mà thực sự khi càng đi vào khó khăn và càng đi đến đường cùng, em mới hiểu là để thành công thì mình cần phải cho đi. Và khi mình bắt đầu biết đến cho đi là mình bắt đầu chạm được đến cánh cửa của may mắn. Còn khi mình chưa làm được điều đấy thì mình cảm giác rằng là mình có vùng vẫy đến đâu thì cánh cửa nó vẫn đóng sập lại. Và cánh cửa nó đã đóng rồi thì mình càng vùng vẫy càng không được. Ngày xưa em đã kinh doanh từ rất là sớm, nhưng thực sự trong suốt hành trình kinh doanh em chưa bao giờ hiểu thế nào là sản phẩm. Em chưa từng hiểu thế nào là sản phẩm. Em chưa từng hiểu thế nào sản phẩm được tồn tại và ra đời. Cho đến khi em hiểu rằng hóa ra mỗi một sản phẩm, mỗi một thứ được tồn tại và được kinh doanh trên thị trường, nó là do nó đáp ứng được cái nhu cầu gì đấy. Trước đây khi mà bạn kinh doanh là bản năng nhiều hơn. Đúng. Tức là nhờ vào cái cách mà bạn thuyết phục và bạn thấy được rằng ô sao tôi vẫn bán được, đúng không nào? Nhưng mà khi đến cái giai đoạn khó khăn thì lúc đó bạn mới cảm thấy rằng là nó phải cần có nhiều cái hơn nữa. Ngày xưa mình cũng bán là mình thấy là có người nhu cầu ở đây, ở đằng kia nó có cái giá này tốt, thì mình mang đến và mình mang cho người ta. Nhưng mình thực sự chưa hiểu sản phẩm. Sau này khi em gây dựng Kenly thì em đều gây dựng từ những câu chuyện. Tất cả sản phẩm của em đều có câu chuyện. Và hầu hết sản phẩm ở Kenly khi đi ra thị trường, em nhìn một cái là em biết, không bao giờ lẫn vào sản phẩm của một ai khác ở ngoài kia cả. Khi mà nó thực sự là một cái thứ mà chạm đến cảm xúc của một đối tượng khách hàng, một cái đối tượng thực sự cần nó, thì rõ ràng mình bán hàng không cần phải là cần phải bán hàng, mà bản chất lúc này là mình là người giúp đỡ khách hàng. Tôi làm kinh doanh thì tôi dùng kỹ năng rất là nhiều. Dạ. Bản thân tôi không phải là một người giỏi nói, nhưng mà tôi dùng kỹ năng khá là nhiều để mà tôi tương tác với lại khách hàng. Thì cái mà chị vừa mới chia sẻ đó, chị cho rằng là bản năng nhiều hơn hay là kỹ năng nhiều hơn? Nó phải có cả hai thứ. Một là gì? Cái niềm đam mê. Cái người chủ doanh nghiệp là thực sự phải rất đam mê với cái lĩnh vực này. Và đâu đó nó phải nằm trong cái sứ mệnh của con người của mình. Và doanh nghiệp bản chất nó là một phần trong sứ mệnh
của cái người xây ra cái doanh nghiệp đấy. Nhưng mà để em định vị được là bán cái gì, bán cho ai, vào thời điểm nào, lựa chọn ngách nào, phân khúc nào, thị trường nào, đối tượng nào, thì rõ ràng nó phải là kỹ năng. Bây giờ doanh nghiệp của bạn phát triển lên, nó scale up lên, thì có được bao nhiêu nhân sự có thể nói giống như, chia sẻ giống như bạn được? Tôi cho là ở đây Xuân Lan là xuất phát từ bản năng, hoàn thiện khả năng, rồi hoàn thành kỹ năng. Có nhiều người có thể học rất nhiều thứ về kinh doanh nhưng không bao giờ làm kinh doanh được. Anh có giỏi về nhạc không? Tôi dạ có. chút ạ. À. Dạ. Anh có giỏi về y không? Tôi là dược sĩ. Anh là dược sĩ. Dạ. Nhưng anh có làm bác sĩ không? Dạ không ạ. Anh chưa mổ bao giờ đúng không? Tôi chưa mổ bao giờ. Đấy, cho nên là nếu mà làm bác sĩ thì phải có tính bi mẫn. Đúng không ạ? Phải thương người thì mới làm bác sĩ được. Chứ người ta chưa ốm, mình nhìn thấy người ta ốm, mình sợ, mình tránh người ta đi thì làm sao chữa người ta được. Đúng không? Thế cho nên là con người ta, có người thì sinh ra đã thích đánh cờ. Có người thích sinh ra là thích làm dược sĩ như anh, hoặc làm kinh doanh như anh. Như là Xuân Lan thì thích kinh doanh. Đúng không ạ? Tức là bắt đầu thì phải ra bằng bản năng. Thế cái mà mình thích thì mình mới làm được. Cái mình không thích thì không bao giờ mình làm được. Nhưng khi anh kinh doanh rồi thì Xuân Lan đã rất hay ở chỗ là gì? Khi gặp khó khăn mình không từ bỏ, mà mình chấp nhận lùi lại một bước. Vẫn tìm cách lấy ngắn nuôi dài, cái đấy mà là cái hay. Đúng không ạ? Vẫn có việc cho nuôi sống những người. Hình như là lúc nhân đấy nghe xem là 50 người, đúng không ạ? Bây giờ con số ấy lớn rất nhiều. Trong cái phần CEO đồng hành hồi nãy, tôi có đưa ra một cái trường hợp là cái nhóm Henry, có thể là họ chưa có nhiều cái trải nghiệm của cái những sản phẩm cao cấp. Thì làm sao chị có thể thuyết phục được cái nhóm Henry như thế? Thật ra Kelly bây giờ lại đang bán chính là cho nhóm Henry. Cái ông đi mua hàng là ông hoạch sách đủ thứ lắm. Cho nên mình phải cái kỹ năng lắng nghe người ta và thấu hiểu người ta. Đấy chính là một cái khả năng mà thành là kỹ năng. Hiện nay ở trên cái kỹ thuật kinh doanh có một từ gọi là giáo dục thị trường. Đúng không? Nghe thì có vẻ hơi nặng. Nhưng mà ở đây là lắng nghe khách hàng. Đúng không ạ? Đấy là cái thứ này là bạn ấy đã có khả năng và bạn đã biến thành kỹ năng. Đúng không? Kỹ xảo rồi. Cái đối tượng Henry ấy, như anh nói là đúng, là họ mong muốn có những cái trải nghiệm của đối tượng giàu. Đấy là em đồng ý. Nhưng mà cái đối tượng này họ luôn luôn yêu cầu một cái thứ bên cạnh song song. Đấy là họ vẫn đòi hỏi giá trị cốt lõi của sản phẩm. Sản phẩm bây giờ em đồng ý rằng là chúng ta có giá trị cốt lõi và những cái giá trị phụ trội thêm. Nhưng mà với đối tượng này thì cái giá trị cốt lõi chắc chắn là không bao giờ được thiếu. Nhưng bạn đang làm là trong một cái thị trường ngách. Nên thành ra là cái sản phẩm product đó là cái vấn đề là thổi hồn vào trong cái sản phẩm và cái câu chuyện của sản phẩm thì có thể là nhà sản xuất người ta cũng đã có rồi, thì bạn chỉ là một nhà phân phối thôi cho cái dòng sản phẩm cao cấp hiện tại bây giờ. Thì cái value added của bạn đó, tức là cái giá trị cộng thêm vào trong cái sản phẩm bản thân nó đã rất là tốt rồi, thì giá trị cộng thêm của bạn là gì? Rõ ràng là khi mà mình nói rằng là sản phẩm này của thương hiệu này thì nó đã được cái sự ủng hộ khá là lớn từ cái tệp khách hàng rồi. Nhưng mà bao giờ cũng thế thôi, cái đơn vị phân phối thì hãng người ta cũng phải lựa chọn là cái đơn vị này là họ làm như nào, có chuyên nghiệp hay không, kho bãi của họ như nào, dịch vụ giao hàng, dịch vụ bảo quản, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nhưng rõ ràng là nó phải vượt trội. Câu mà thị trường ngách là tôi cũng hơi ngại một chút. Thì tôi có một anh bạn ấy, khi bàn về thị trường ngách ấy, ông bảo là cái ngách của Việt Nam ấy là rất có nhiều ngách cụt lắm. Ngó là nhỏ ngó cụt. Đúng rồi. Của em là không phải, thực ra nếu mà nói ngách là cũng chưa đúng lắm. Mà là ngõ vắng xôn xao thôi. Đúng không ạ? Thực ra cái đặc điểm thế mạnh của cái thằng da ấy, là nếu mà sofa da, đặc điểm của nó là đông ấm hè mát. Nó mang lại cái sự vượt trội cho cái trải nghiệm sử dụng. Nếu anh ngồi bộ sofa gỗ anh sẽ thấy nó bị cứng, bị đau. Anh ngồi bộ sofa nỉ thì anh sẽ cảm thấy là nó bị nóng. Thế thì cái đối tượng sofa da này là cái đối tượng những khách hàng mà họ thực sự là có cái sự trải nghiệm thành công trong công việc để có nguồn thu nhập tốt. Và họ mong muốn rằng mình được một cái trải nghiệm thư thái tốt nhất ở nhà. Bọn em là, em nghĩ là đơn vị tiên phong ở Việt Nam duy trì chính sách là 3 tháng đến bảo dưỡng da miễn phí cho khách một lần. Là bên em có một đội ngũ đi bảo dưỡng đông không kém gì đội ngũ sale. Coi như là spa cho sofa đấy. Dạ. Nên là bởi vì là nó là giống sản phẩm thường thôi, phụ nữ mình thì phải bôi kem dưỡng da ấy. Thì đấy là nó da thật hoàn toàn. Thì nó phải được dưỡng liên tục để giúp cho da mềm. Với một cái tình hình mà thị trường ở Việt Nam đang phát triển, quốc gia đang phát triển như thế, thì định hướng của Kelly là như thế nào ạ? Cái kế hoạch của Kelly là bọn em cũng có định hướng là bắt đầu từ năm nay cho đến hết 2 năm tiếp theo
là định vị sớm nhất để có trở thành, có thể trở thành là doanh nghiệp nội thất số 1 Việt Nam. Nhưng mà số 1 ở đây là số 1 về doanh số hay số 1 về như thế nào? Cái em đang mong muốn là số 1 về sự nổi tiếng, về thương hiệu. Là định vị rằng nếu ai đó quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, Kelly sẽ là thương hiệu đầu tiên được gọi nhé. Và em nghĩ rằng là đương nhiên là doanh số nó sẽ đi sau thôi. Nó sẽ là đi song hành với nhau. Nếu như bạn nói như vậy á, thì tôi phải nghĩ rằng là Kelly là một nhà phân phối của rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng. Nhưng chỉ dừng ở góc độ là nhà phân phối. Còn nếu như mà tôi nói một cái thương hiệu ABC nào đó là của một ông designer ABC, thì cái đó lại là một cái khác. Vậy thì cái đó bạn có nghĩ rằng đó là một cái thách thức cho cái kinh doanh của mình? Đầu tiên là thật sự em nói với anh là em rất là mong muốn, rất là mong muốn Việt Nam có những cái doanh nghiệp nội thất mà bản chất là xuất phát từ nhân hiệu cá nhân của các anh em trong ngành kiến trúc sư. Thực sự là em rất là mong muốn. Tuy nhiên rằng là em nghĩ đây cũng là một chặng đường khá là dài. Bởi vì nền đào tạo của Việt Nam thực sự là, nếu mà trong ngành này nó thực sự nó không có cái sự đào tạo về nghiên cứu phát triển sản phẩm. Mà hiện tại các trường bây giờ mới chỉ có đào tạo liên quan đến cái việc là xếp đặt các cái sản phẩm nội thất và phong cách. Bạn định vị Kelly là interior design hay là bạn định vị Kelly là một cái solution provider hay bạn định vị là Kelly là một nhà sản xuất? Hiện tại Kelly nó đang định vị là đơn vị phân phối sản phẩm nội thất cao cấp mà theo phong cách hiện đại. Tức là nhà cung cấp giải pháp. Dạ. Nhà cung cấp giải pháp. Và khi một cái giải pháp như vậy thì bọn em hoàn toàn có thể là từ nhiều nguồn hàng khác nhau, miễn sao cái giải pháp của tôi là gì? Tôi đưa đến cho khách là chuẩn phong cách hiện đại. Nó chuẩn gu, chuẩn phong cách, và nó là một cái concept mà nó làm sao nó phải đúng nhìn vào là ông phải thấy là không gian này là không gian chuẩn phong cách rồi. Nó không đi lạc, nó không bị cọc cạch. Thì đấy là cái mà hướng đến. Và thực sự là cái ước mơ lớn nhất của em vẫn là mong muốn là sau khi Kelly có thể trở thành một doanh nghiệp lớn trong nước, thì em thực sự là em mong muốn là Kelly có thể bước chân ra thị trường thế giới và bằng một cái thương hiệu của Việt Nam. Không phải là theo góc độ của một cái doanh nghiệp như Việt Nam bây giờ, ngành nội thất đa phần là gì? Là gia công thô cho nước ngoài. Chúng ta chưa đi ra được bằng thương hiệu của Việt Nam mình. Cái ước mơ lớn nhất của em không hoàn toàn ước mơ về cái việc là bán sản phẩm nước ngoài tại Việt Nam đâu. Mà em thực sự mong muốn là có thể đưa sản phẩm của Việt Nam đi ra. Hiện nay thì tôi thấy là cái thị trường mà du lịch của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng của cái dịch nCoV. Thế nhưng mà một điều chắc chắn là ngành du lịch Việt Nam sẽ phát triển. Và nếu một ông châu Âu mà đến Việt Nam ấy, mà ở trong một khách sạn của Việt Nam hoặc ở một cái homestay của Việt Nam mà ông lại gặp đúng bộ sofa như của ông ở Ý thì có khi ông sẽ không thích. Mình nên nghiên cứu, sẽ hợp tác với nước ngoài, bởi vì như Xuân Lan nói là cái khả năng nghiên cứu và phát triển của mình đang có giới hạn. Thì mình có thể nghiên cứu với họ, phối hợp với những kiến trúc sư đấy, những thứ gì là tiện lợi cho họ nhưng mà lại phù hợp với khí hậu của mình và có bản sắc riêng của dân Việt Nam thì có thể sẽ hấp dẫn dân du lịch. Mà cái sản phẩm ấy phải chắc chắn là nếu có sử dụng kiểu gì đi nữa thì mình vẫn bảo hành, bảo dưỡng cho thật tốt. Thì vừa truyền bá được thương hiệu, và lúc ấy giờ hãy nghĩ đến chuyện xuất khẩu. Bởi vì mình hãy xuất khẩu, tốt nhất là xuất khẩu tại đất nước mình. Tại nội địa đấy. Có một số người Việt cho rằng là sản phẩm của mình không bao giờ làm ra được toàn cầu. Nhưng tôi biết là ví dụ như về chocolate, về sô-cô-la thì có hai bạn người Pháp đến Việt Nam và làm sản xuất sô-cô-la ở thị trường Việt Nam và đưa qua thị trường nước ngoài. Và bây giờ sô-cô-la của Việt Nam được coi là sô-cô-la ngon nhất thế giới. Đó là những cái câu chuyện mà mình thấy. Hoặc là tôi thấy rằng là ngay tại trong thành phố Hồ Chí Minh á, là có những cái công ty của Pháp, họ chuyên môn là mua những cái sản phẩm mà trang trí ở ngoài vườn của người Việt Nam và người ta xuất khẩu qua bên nước ngoài, và họ làm một cái thương hiệu là rất là của Việt Nam đấy. Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái bạn thử suy nghĩ thêm. Năm ngoái tôi đi Mỹ, cũng ở cái New York ấy. Cái anh lái xe, anh ấy đưa ra cái dung dịch uống. Tôi hỏi là anh uống cái nước gì đấy. Thì ông bảo nước này là nước hữu cơ Việt Nam sản xuất đấy. Cho nên nói với Xuân Lan là gì? Không phải cái đồ Việt Nam không được thế giới thích. Đúng rồi. Mà hãy làm cho người thế giới đến đây chơi với Việt Nam thích cái đã. Rồi mới mang về. Và tôi nghĩ rằng là thị trường Việt Nam càng ngày càng phát triển thì cái tỷ lệ mà cận giàu và giàu của mình rất là đông á. Nên thành ra là sau chương trình này, chị Lan hoặc là khán giả đang xem chương trình, nếu như muốn
xem cái báo cáo mà của RBNC chúng tôi share, hoàn toàn có thể liên hệ với lại chương trình, chúng tôi hoàn toàn có thể chia sẻ là chúng tôi nghiên cứu rất là kỹ, là chạy ra được bản báo cáo đó rồi. Thì trong 11 quốc gia Đông Nam Á thì mỗi một quốc gia chúng tôi kết hợp với lại một cái brand, là một cái brand nổi tiếng. Ví dụ ở Việt Nam chúng tôi kết hợp lại Shiseido, để chúng tôi nghiên cứu rằng với cái kết quả đó apply vào trong sản phẩm Shiseido là mỹ phẩm của phụ nữ thì người ta suy nghĩ gì về cái sản phẩm này. Bên Singapore chúng tôi làm việc với lại Dior thì chúng tôi làm việc như thế nào, Thái Lan chúng tôi làm lại Louis Vuitton thì là chúng tôi sẽ làm như thế nào, và nó chạy ra được cái kết quả rất là hay. Tôi hoàn toàn chúng tôi có thể ekip của chương trình chúng tôi có thể chia sẻ với bạn và khán giả đang xem chương trình để mình hiểu được hơn là cái nhóm Henry họ đang suy nghĩ điều gì. Và một chia sẻ với anh Việt với lại chị Lan luôn là 10 năm nữa thì Việt Nam mình sẽ có một cái surprise nữa là cái tỷ lệ mà những bạn mà được gọi là Gen Z ấy, là trở thành billionaire rất là nhiều. Chúng tôi làm một cái nghiên cứu đó rất là nhiều và nó chiếm 1% thị phần của Việt Nam. Và 10 năm nữa thì tỷ lệ người già của Việt Nam thì lại rất là cao, bởi vì cái tỷ lệ thế hệ mà trẻ như các bạn ấy, 10 năm nữa là trung niên hết rồi. Đúng không nào? Nên thành ra đó lại là một cái thị trường mà chúng ta nên suy nghĩ thêm và khi mà chúng ta phát triển thị trường của mình. Trong chương trình mà CEO chìa khóa thành công trong cái format 2020 này, chúng tôi luôn muốn giúp cho cộng đồng và muốn giúp cho những cái nhân vật chính tham gia trong cái chương trình của chúng tôi. Thì chị có những cái câu hỏi gì hoặc là những cái trăn trở gì trong cái định hướng công ty của mình không? Em cũng có một cái định hướng là sau khoảng 3 năm nữa thì có thể ra nước ngoài bằng thương hiệu Kenly hoặc một thương hiệu nào khác, nhưng mà đưa những cái sản phẩm của Việt Nam ra. Thế thì thực ra lúc nãy cái gợi ý của anh Việt ấy, em nghĩ là rất là hay. Tức là ok, đấy là cái cách để mà mình tìm hiểu thị trường nước ngoài bằng cách tìm hiểu từ những người nước ngoài đi du lịch đến Việt Nam. Và thứ hai nữa là gì? Mình nên xuất khẩu ra nước ngoài bằng cái, nó gọi là cái này nó gọi là gì? Cái kiểu như là văn hóa Việt Nam trong nội thất ra nước ngoài. Chứ không phải là mình bắt chiếc cái của họ. Các anh có gợi ý nào thêm nữa cho cái hướng để mà sau này em muốn đưa một cái thương hiệu nội thất của Việt Nam ra nước ngoài. Tôi thì không có câu trả lời trực tiếp cho cái câu hỏi của bạn, nhưng mà tôi học được bên Singapore một cái điều rất là hay là ở Việt Nam mình thì cực kỳ ngưỡng mộ Singapore, đúng không ạ? Và người Sinh thì lại cực kỳ ngưỡng mộ chúng tôi ở bên New York là như vậy. Nhưng tôi học được ở người Sinh một chỗ rất là hay là không phải bất kỳ một học sinh nào của Singapore cũng có thể đi du học ở những nước khác được. Và chính phủ Singapore đã làm bằng cách gì? Là du học tại chỗ và cấp học bổng rất là nhiều cho rất là nhiều sinh viên của trong cái khối này. Để làm gì? Cho học bổng luôn, để dụ tất cả những sinh viên đó đến để giao thoa về văn hóa. Tự nhiên họ làm cho cái quốc gia của họ trở thành international. Nhưng cái họ nhắm tới không phải là cái đó không, bởi vì bạn biết đó là tiền học phí ấy, nó không có bao nhiêu hết, mà tiền chi phí để sống ở Singapore nó mới là vấn đề. Thì đây là một cái cách mà quốc tế hóa một cái quốc gia. Thì trong cái câu chuyện của bạn ấy, khi mà đưa một cái sản phẩm đi ra nước ngoài thì tôi nghĩ rằng là ban đầu bạn cũng nên đi qua những cái kênh phân phối, và cái quan trọng nhất của bạn vẫn là sản phẩm của bạn nó có cái câu chuyện để mà mình chia sẻ. Và cái câu chuyện đó đúng là câu chuyện của người Việt. Nhưng bạn tôi á, là mấy bạn của tôi là người Canada thì họ nói rằng là họ cực kỳ ngưỡng mộ châu Á. Họ nói tôi với anh Robert, bạn có một cái mái tóc cực kỳ thẳng. Đó là cái mà tôi mong muốn được, cái tại vì tóc của người da trắng nó rất là mềm và nó dễ gãy, và người ta lại ngưỡng mộ như thế. Thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có cái gì để chia sẻ được gọi là cái gốc của người Việt Nam thì tôi nghĩ đó cũng là một cách mà bạn có thể tiến xa. Bởi vì cái ngành của bạn không phải là bán như hàng tiêu dùng, mà cái ngành của bạn nó là đưa ra để bán cái câu chuyện. Một gia đình họ sẽ mua một bộ của Xuân Lan và có thể họ không mua bộ thứ hai nữa. Bởi vì sao? Bởi vì họ chỉ có điều kiện mua bộ thôi. Thế nhưng mà cái feedback của họ là như thế nào? Đúng không ạ? Và cái đánh giá của họ như thế nào? Thì cũng như thế, cách của mình là gì? Mình hãy tiếp cận với khách hàng bằng mọi cách để xem cái phản hồi của họ như thế nào với sản phẩm mình, nếu là mình nhập khẩu vào. Cái thứ hai là nếu mình muốn bán cho họ để họ mang về nước của họ, thì mình phải có cái kênh thông qua các cái công ty du lịch và các phần mềm của các công ty du lịch. Ví dụ bên này có Luxstay hoặc là Trip đã đầu tư, thì mình có thể có cái trang của họ. Thì Xuân Lan bán cho họ và hãy để họ trả lời trên đấy. Bởi vì hiện nay tất cả ngành dịch vụ kinh doanh của mình là gì? Là người ta cá nhân hóa.
Đúng rồi, personalized. Đấy, cá nhân hóa. Kể cả anh đến khách sạn tôi, lần sau anh đến tôi sẽ biết anh thích uống cà phê loại gì. Anh thích nghe nhạc gì. Đúng không ạ? Thì tại sao mình không hãy cá nhân hóa những khách mà đến mua của mình đi. Cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn anh Việt rất là nhiều đã tham gia trong bàn tròn CEO để chia sẻ một câu chuyện mà chúng tôi không khai thác ở góc độ là thất bại để vượt qua, mà chúng tôi lại khai thác ở một góc độ là bạn đã định hướng cái kinh doanh của mình trong một cái tệp khách hàng cực kỳ đang potential, đang tiềm năng của thị trường Việt Nam. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Các bạn cũng thấy rằng là sau cái bàn tròn CEO, chúng ta cũng tìm hiểu được rất là nhiều những cái key point, những cái điểm chính đằng sau câu chuyện thật của nhân vật chính của chúng ta. Và đó cũng là mục đích của chương trình, muốn đem lại những câu chuyện thật cho đến cộng đồng doanh nhân của mình. Nếu quý vị muốn chia sẻ quan điểm cá nhân hay muốn được trò chuyện với các nhân vật của chúng tôi, xin mời truy cập vào địa chỉ fanpage đang được hiển thị trên màn hình. Còn các doanh nhân, nếu anh chị muốn chia sẻ câu chuyện kinh doanh của mình tới mọi người, xin hãy gửi thư về cho chúng tôi tại địa chỉ chiaokhoathanhcong@hoanggia.com.vn hoặc gọi về số hotline 0981486868. Để xem lại chương trình, xin mời quý vị truy cập www.ceochiaokhoathanhcong.com hoặc kênh CEO Chìa Khóa Thành Công 2020 trên YouTube. Và câu chuyện tuần sau là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh ngay sau đây. Theo đuổi giấc mơ. Là một học sinh chuyên lý, tôi từng đạt nhiều giải quốc gia, cho nên tôi đã chọn học đại học Bách Khoa để theo đuổi đam mê về công nghệ. Vừa học tôi vừa làm thêm ở một tập đoàn công nghệ thông tin lớn. Từ đó đã nhen nhóm trong tôi ước mơ có một doanh nghiệp riêng với những sản phẩm công nghệ vượt trội. Khởi nghiệp công nghệ. Năm 2007, phần mềm hỗ trợ học trực tuyến e-learning của tôi cùng nhóm nghiên cứu đã đạt giải nhất nhân tài đất Việt. Đó thực sự là một cú hích mạnh mẽ giúp tôi tự tin vững bước trên con đường công nghệ. Thành công bong bóng. Khi thiết bị truyền video qua 3G của chúng tôi chính thức xuất xưởng, thì mạng 4G ở một số nơi đã được triển khai. Sản phẩm 3G của chúng tôi vừa ra đời đã trở nên lỗi thời. Vậy là chúng tôi như trở thành người tiền sử. 3 năm trời lao tâm khổ tứ, lẽ nào tôi đang theo đuổi một giấc mơ bong bóng? Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9h45 Chủ nhật trên VTV1. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình CEO Chìa Khóa Thành Công, những câu chuyện thật của Đài Truyền hình Việt Nam. Và tôi là Robert Trần. Xin chào và hẹn gặp lại.